Trần Minh Tông sinh ngày 4 tháng 10 năm 1300 mất ngày 10 tháng 3 năm 1357, tên thật là Trần Mạnh, là vị hoàng đế thứ năm của Hoàng Triều Trần nước Đại Việt. Ông giữ ngôi từ ngày 3 tháng 4 năm 1314 đến ngày 15 tháng 3 năm 1329, sau đó làm Thái Thượng Hoàng đến khi qua đời. Thời kỳ của ông và cha ông được mệnh danh là thời kỳ hương thịnh của Vương Triều nhà Trần, được sử gia xưng tụng là Anh Minh Thịnh Thế. Trần Minh Tông là con thứ 4 và cũng là người con trai duy nhất còn sống đến khi trưởng thành của vua Trần Anh Tông. Mẹ ông là Huy Tư Hoàng Phi Họ Trần, thứ phi của anh Tông. Bà mất năm 1359 hai năm sau khi Minh Tông mất. Do các hoàng tử sinh ra trước đó đều khó nuôi, sau khi Trần Mạnh chào đời, anh Tông đã nhờ mẹ vợ là Thụy Bảo công chúa, con gái Trần Thái Tông nuôi hộ. Thụy Bảo cho rằng mình đang gặp vận rủi nên đã trao Trần Mạnh cho anh là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật nuôi. Theo sử cũ, Trần Nhật Duật đã chăm nuôi hoàng tử Mạnh rất chu đáo. Nhật Duật còn đặt tên cho hoàng tử là Thánh Sinh để giống với con trai mình là Thánh An và con gái là Thánh Nô. Sau này, khi Minh Tông làm vua, ông đã phong Trần Nhật Duật làm tá Thánh Thái Sư đứng đầu triều đình 1324, ra phong Đại Vương 1329. Tháng 1 âm lịch năm 1305, Trần Mạnh được vua cha Tấn Phong làm Đông Cung Thái Tử. Trong lịch sử nhà Trần, Trần Mạnh là Thái Tử kế vị đầu tiên không phải do vợ chính của vua cha sinh ra, trong khi các vua Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông đều là con của chính thất Hoàng hậu. Tháng 11 âm lịch năm 1311 đến tháng 5 âm lịch năm 1312, Trần Anh Tông đem đại quân chinh phạt Chiêm Thành. Thái tử Mạnh cùng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Giật và Nghi Võ Hầu Quốc Tú tướng chỉ huy quân tả hữu Thánh Dực nhận nhiệm vụ giám quốc. Đánh trận về, vua Anh Tông không ban thưởng các tướng thắng trận vì cho là công của thái tử và những người giám quốc cũng rất lớn, không thua các tướng trận. Năm 1314, Anh Tông nhường ngôi lên làm thượng hoàng, Trần Mạnh đăng cơ ở tuổi 14, tức Hoàng đế Minh Tông. Ông được sử cũ khen ngợi là một Hoàng đế Anh Minh, có hình dáng nhẹ nhàng như thần tiên. Trọng dụng các quan viên có năng lực như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Đoàn Như Hải, Phạm Sư Mạnh, dùng luật nghiêm minh và duy trì sự hưng thịnh kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cuối thời ông trị vì, mâu thuẫn trở nên gay gắt giữa các phe đối lập trong chiều đưa đến những vụ thanh toán tàn khốc mà nhà vua tỏ ra bất lực. Về đối ngoại, Minh Tông giữ được quan hệ ổn định với Nguyên Mông, ở phương Nam, ông buộc Chiêm Thành phải thần phục cho dù đến năm 1326, người Chiêm thoát lệ thuộc vào Đại Việt. Trong 6 năm đầu triều Minh Tông, Thượng Hoàng Anh Tông vẫn có ảnh hưởng lớn đến các quyết sách nhà nước. Mùa xuân năm 1320, Thượng Hoàng mất ở tuổi 44. Linh cữu Thượng Hoàng được rước từ Phủ Thiên Trường Nam Định về cung Thánh Tử Thăng Long theo đường thủy. Theo phép tắc nhà Trần, bảo từ Thái Hậu là chính cung của Anh Tông nên được đi thuyền có 8 dây kéo, trái lại, mẹ Minh Tông là Huy Tư Hoàng Phi chỉ được đi thuyền có hai dây. Để lấy lòng Minh Tông, viên chỉ huy quân cấm vệ đã buộc thêm dây vào thuyền Huy Tư. Tướng Trần Hữu ngăn lại và rút gươm chém đứt dây kéo. Minh Tông không những không phạt mà còn khen Trần Hữu là người trung nghĩa. Trần Minh Tông cũng chú trọng việc thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Mùa hạ năm 1315, nước sông Hồng dâng cao, hoàng đế đến tận nơi xem sửa chữa đê. Quan ngự sử đã khuyên ông chỉ nên ở cung mà tu dưỡng đức hạnh nhưng hoàng đế không nghe. Minh tông còn tích cực ngăn chặn người quyền thế chiếm dụng của dân. Đại Việt sử ký toàn thư có ghi lại, Trần Thị Thái Bình là một cung nữ của anh tông, đã nhiều lần xâm chiếm đất ruộng của nông dân. Năm 1317, một trong những người mất ruộng đã đệ đơn kiện lên Minh tông. Để tránh gây mất mặt cho Thái Bình và cho thượng hoàng, nhà vua không sai cơ quan tư pháp xét xử, thay vì đó, ông xuống chiếu cho con rể Thái Bình là uy giản hầu trả dụng đất cho người kiện. Uy giản đã chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh. Sau khi Trần Thị Thái Bình mất, Minh Tông và Uy Giản phục hồi toàn bộ số dụng bị cưỡng chiếm cho các chủ cũ. Cũng theo toàn thư, Minh Tông đã ban bố các chính sách như những người tranh nhau ruộng đất, nếu khám xét thấy không phải của mình mà cố tranh bậy thì bị truy tố, tính giá tiền ruộng đất, bắt đền gấp đôi. Nếu làm văn khế giả thì bị chặt một đốt ngón tay bên trái tháng 10 âm lịch năm 1320 và khi tranh ruộng mà ruộng có lúa, thì hãy chia làm hai phần, bồi thường cho người cày một phần, còn một phần lưu lại. Nhà Trần ở thời đầu trao rất nhiều quyền lực chính trị, xã hội cho các tôn thất hoàng gia. Các tôn thất như Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn, Trần Khánh Dư. Đóng vai trò rất lớn trong việc lãnh đạo quân dân đánh bại quân nguyên xâm lược các năm 1285, 1287, 88. Tuy nhiên, sang thời Anh Tông và đỉnh điểm là Minh Tông, thế hệ tôn thất công thần này suy giảm do già Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư. Và chết Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn, thế hệ sau họ không có nhiều hứng thú đến việc chính sự. Do vậy, Hoàng đế Minh Tông lệ thuộc nhiều hơn đến các văn sĩ nho học xuất thân bình dân, có học thức và đỗ đạt các kỳ thi quốc gia. Ông cất nhắc hàng loạt văn thần có tài như Đoàn Như Hải, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Bùi Mộc Đạc, Lê Quát, Phạm Sư Mạnh, Chu Văn An, Trần Thị Kiến, Trương Hán Siêu. Và những chức vụ lớn, thời kỳ trị vì của Minh Tông được sử ra ngô thị sĩ đánh giá là lúc nhân tài nho học thịnh nhất hơn chiều các vua khác. Bản thân Minh Tông là một cư sĩ Phật giáo mộ đạo, nhưng ông sử dụng các nho sĩ vì năng lực và lòng trung thành của họ. Tuy vậy, Minh Tông không để những người này vượt qua khuôn phép nhà nước. Trương Hán siêu khi làm hành khiển từng bị phạt 300 quan tiền vì ỷ được vua tin yêu. Vua cáo hình quan phạm ngộ, Lê Duy ăn đút lót. Đoàn Như Hải từng bị phạt vì không ngăn thiếu bảo Trần Khắc Trung đùa dưỡng khi xét đánh lăng tẩm tiên đế. Ông cũng từng bác bỏ đề xuất của một số nho thần nhằm thay đổi chế độ chính trị xã hội cho giống với Trung Quốc. Đối với người tôn thất không có tài như Bảo Vũ Vương, Nhà vua rất yêu mến, nhưng không vì vậy mà cho làm chức lớn. Năm 1323, Trần Minh Tông quy định quân đội phải tuyển người béo trắng, từ đây, binh lính Đại Việt không còn sam hình rồng ở đùi và lưng nữa. Đầu chiều Trần Minh Tông, bang giao giữa Đại Việt và Nguyên Mông khá ổn định, song ở phía Nam, quan hệ với Chiêm Thành diễn ra căng thẳng. Trong chiến dịch tấn công Chiêm năm 1312, Trần Anh Tông đã bắt sống vua Chiêm chế trí, rồi lập em chế trí là chế năng làm vua chư hầu nhà Trần. Năm 1314, nhân lúc minh tông lên ngôi chế năng lập mưu chiếm lại hai châu thuận hóa mà người chiêm gọi là ô lý và thoát sự lệ thuộc vào đại việt quân chiêm thành thường kéo sang quấy phá biên giới năm 1318, trần minh tông sai huệ vũ đại vương trần quốc trần mở chiến dịch tấn công chiêm thành quân đại việt ban đầu bị thất lợi tôn thất nhà lý là hiếu túc hầu lý tất kiến thiệt mạng nhưng sau đó đạo quân thiên thuộc do phạm ngũ lão chỉ huy đã đột kích vào lưng địch đánh tan tác quân chiêm và buộc chế năng phải trốn sang đảo Java, Indonesia. Trần Quốc Trần xin Minh Tông lập tù trưởng chế An An làm vua chư hầu ở chiêm, rồi đem quân trở về. Sau chiến thắng, Minh Tông ban tước quan nội hầu và tặng binh phù hình rủ phi ngư phù cho Phạm Ngũ Lão, rồi phong con Phạm Ngũ Lão làm quan. Sau khi quân nhà Trần rút lui, chế An An tăng cường cống nạp cho nhà Nguyên, đồng thời thuyết phục vua Nguyên hỗ trợ chiêm giành tự chủ khỏi Đại Việt. Năm 1324, Nguyên Anh Tông sai sứ sang dụ Minh Tông phải tôn trọng chủ quyền của Chiêm Thành. Lo sợ mất chư hầu về tay nhà Nguyên, Minh Tông sai Huệ Túc Vương Trần Đại Niên tấn công Chiêm lần 2 năm 1326. Quân của Chế An An đã đánh bại được quân Trần Đại Niên. Mặc dù nhà Trần không chính thức thừa nhận, thắng lợi này đã giúp Chiêm Thành giành quyền tự trị, không còn bất cứ sự liên đới nào với Đại Việt. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Minh Tông đã quy trách nhiệm thất bại cho chính bản thân mình. Sử cũ ghi lại vụ án Trần Quốc Trần năm 1328 như sau Huệ Vũ Đại Vương Trần Quốc Trần là con trai thứ của Trần Nhân Tông em của anh Tông và là chú của Minh Tông Không những thế, Quốc Trần có con gái là Huy Thành Công Chúa được lập làm Hoàng hậu của Minh Tông tức hiến từ tuyên thánh Hoàng hậu Tháng 4 âm lịch năm 1324 Minh Tông bổ nhiệm Trần Quốc Trần làm quốc phụ thượng tể trên cả ngạch tể tướng Năm 1328, Minh Tông đã làm vua được 15 năm tuổi khá cao mà chưa lập được thái tử. Mặc dù các thứ phi đã sinh được các hoàng tử Trần Vượng, Trần Nguyên Trác, Trần Phủ nhưng hiến tử hoàng hậu vẫn chưa sinh được con trai. Triều đình bấy giờ chia làm hai phái, phe của Trần Quốc Trần muốn minh tông đợi bằng được đến khi hoàng hậu sinh con trai rồi mới lập thái tử. Đây là lệ trước giờ của nhà Trần, vốn không lập con của người khác họ lên ngôi mà đều lập con của các hoàng hậu. Hoàng phi có xuất thân trong hoàng gia cốt là để tránh họa ngoại thích mà bản thân họ Trần đã dùng khi thay ngôi nhà Lý. Trái lại, phe của Cương Đông Văn Hiến Hầu và Thiếu Bảo Trần Khắc Trung ủng hộ lập con của Quý Phi Lê Thị là vượng làm thái tử. Khắc Trung cùng quê Ráp Sơn Kinh Môn với Quý Phi họ Lê và từng là thầy học của Hoàng tử Vượng. Để hạ bệ hiến tử Hoàng hậu, Cương Đông Văn Hiến Hầu đã đưa 100 lạng vàng cho gia nô của quốc trần là Trần Phẫu, rồi xúi dục phẫu tố giác với Minh Tông rằng quốc trần có ý mưu phạt. Ngay lập tức, nhà vua truyền lệnh bắt giam quốc trần vào chùa Tư Phúc trong Hoàng Thành Thăng Long, rồi xin ý kiến Trần Khắc Trung về vấn đề này. Khắc Trung đã thuyết phục Minh Tông rằng bắt hổ thì dễ, thả hổ thì khó. Nghe lời Khắc Trung, Minh Tông truyền bắt quốc trần phải tuyệt thực. Tháng 3 âm lịch năm 1328, Trần Quốc Trần chết, hàng trăm người khác cũng bị bắt vì có liên quan với quốc trần. Từ đây, ngôi thái tử thuộc về Trần Vượng. Sử quan triều lấy ngô sĩ liên có nhận xét về việc này. Một thời gian sau, hai người vợ Trần Phẫu ghen nhau, bèn tố giác việc phẫu nhận vàng của Văn Hiến Hầu lên Minh Tông. Hoàng đế sai bắt giam phẫu. Ngay ngày hôm đó, ngục quan Lê Duy tiến hành xét xử, khép phẫu vào tội lăng trì. Bản án chưa kịp thi hành thì gia nô của Thiệu Võ, con trai Trần Quốc Trần, đã giết phẫu làm thịt. Minh Tông tha chết cho Văn Hiến Hầu, nhưng xóa tên khỏi hoàng gia và dáng làm thứ dân. Ngày 7 tháng 2 âm lịch năm kỳ tỵ tức ngày 7 tháng 3 g năm 1329, Trần Minh Tông xuống chiếu phong Trần Vượng 10 tuổi làm thái tử. Đến ngày 15 tháng 3 thì ông nhường ngôi cho thái tử Vượng. Thái tử lên ngôi hoàng đế, tức Trần Hiến Tông, tự xưng là Chiết hoàng, tôn vua cha làm thái thượng hoàng với hiệu là Trương Nghiêu Văn Chiết thái thượng hoàng đế. Thượng hoàng lui về phủ thiên trường. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Hiến Tông có từ trời tinh Anh, sáng suốt, nhưng vì tuổi còn trẻ nên thượng hoàng nắm quyền quyết định mọi việc trong nước. Năm 1356, thượng hoàng Trần Minh Tông, Hoàng đế Trần Dụ Tông cùng đi tuần Nghệ An. Tháng 8 âm lịch năm này, Thượng Hoàng lại đến chơi đền Huệ Vũ Đại Vương Quốc Trần ở núi Kiệt Đặc, Chí Linh Hải Dương. Lúc trở về, ông bị một con ong vàng đốt ở má bên trái, do đó mà sinh bệnh. Vương Hầu, quan lại định lập đàn chay cầu đảo. Thượng Hoàng nghe tin, gọi con thứ ba là hữu tướng quốc Trần Phủ đến hỏi. Trần Dụ Tông sợ, nên bảo Phủ nói là phạm ứng mộng muốn chết thay Thượng Hoàng. Trần Phủ đem lời này tâu với Thượng Hoàng, Thượng Hoàng phán. Ứng mộng tự nhận làm địa vị chu công thì cứ lấy thân mình mà chết thay cho cha hắn, còn đàn trai thì không được làm. Hiến tử Thái hậu muốn phóng sinh gia súc để cầu mong thượng hoàng hết bệnh, ông cũng ngăn lại, thân ta không thể lấy con lợn, con dê mà đổi được. Ngày 19 tháng 2 âm lịch 10 tháng 3 dương lịch năm 1357, Thượng Hoàng Trần Minh Tông qua đời tại Cung Bảo Nguyên, hưởng dương 57 tuổi. Ông được tôn thụy hiệu là Trương Nghiêu Văn Chiết Hoàng đế. Ngày 11 tháng 11 âm lịch 22 tháng 12 dương lịch năm đó, Minh Tông được mai táng vào Mục Lăng, xã Yên Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ngày nay. Sau khi Trần Minh Tông mất, Trần Dụ Tông tự mình chấp chính. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vị hoàng đế này ham mê hưởng lạc, rượu chè, đánh bạc, lại xây dựng nhiều cung điện xa hoa, ti dùng gian thần. Ở phía Nam, Chiêm Thành đã mạnh lên, liên tục đánh phá Đại Việt, triều Trần đến hồi suy vong.